Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tin mới trực tiếp lúc 9 giờ trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Mở đầu chương trình là những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đến nay đã 2 tuần Việt Nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 46 ca xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 931 bệnh nhân COVID-19 trên 1.063 ca mắc. Trên thế giới, ghi nhận tổng cộng số ca mắc COVID-19 là hơn 29,69 triệu trường hợp, trong đó có hơn 938.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Đối với tổng thể tất cả các đoạn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng nghị quyết số 52 năm 2017 của Quốc hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý về quy định nghỉ một ngày trước hay sau ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2021, theo quy định tại Luật Lao động năm 2019. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự thảo hai phương án xin ý kiến của Bộ, Ban ngành trước khi trình Chính phủ phê duyệt chính thức, cụ thể như sau. Với phương án thứ nhất, nghỉ ngày liền kề sau ngày 2 tháng 9, công chức viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày. Từ ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 9 đến ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 9, trong đó 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hàng tuần. Với phương án 2, nghỉ ngày liền kề trước ngày 2 tháng 9, công chức viên chức được nghỉ 2 ngày từ ngày thứ Tư mùng 1 tháng 9 đến ngày thứ Năm ngày 2 tháng 9, đi làm vào ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 9 và tiếp tục nghỉ 2 ngày là ngày nghỉ hàng tuần từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 5 tháng 9. Cũng trong dự thảo tờ trình, Bộ đề xuất Thủ tướng Chính phủ chọn phương án 1 là nghỉ ngày liền kề sau ngày 2 tháng 9. Với phương án này, công chức viên chức được nghỉ liên tục 4 ngày, thuận tiện cho việc kỷ niệm, chào mừng ngày Quốc khánh, chuẩn bị vào năm học mới, đi du lịch và một số hoạt động khác. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, với kim ngạch xuất khẩu lớn hơn dự kiến, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ghi nhận xuất siêu xấp xỉ 5 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đạt trên 27,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với tháng trước và cao hơn con số ước tính của Tổng cục Thống kê là 26,5 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là con số kim ngạch xuất khẩu theo tháng cao nhất từ trước đến nay. Theo cơ quan thống kê, thì việc kim ngạch xuất khẩu tháng này tăng đột biến là do Samsung tăng mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới Note 20. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, tính riêng trong tháng 8, sản xuất thép các loại đạt hơn 2,3 triệu tấn, tăng 11,4% so với tháng trước, tháng tăng thứ 2 và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2019. Theo báo cáo ngành thép và xi măng mới đây của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI, nhu cầu thép nửa cuối năm kỳ vọng phục hồi và tăng 4-5% nhờ việc xóa bỏ giãn cách xã hội và sự thúc đẩy đầu tư công. Knight Frank mới đây đã đưa ra nhận định lượng người siêu giàu của Việt Nam có thể tăng tới 430% trong giai đoạn 2014-2024. Con số này tăng trưởng cũng cao hơn hẳn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan là 100%, Indonesia là 114% và Malaysia là 67%. Theo dữ liệu từ báo cáo sự giàu có năm 2020 của công ty tư vấn Knight Frank, Mỹ tiếp tục duy trì được vị trí số 1 thế giới về người siêu giàu của mình. Đặc biệt, báo cáo dự báo là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất châu Á, lượng người siêu giàu của Việt Nam có thể tăng tới 430% trong giai đoạn từ năm 2014 cho đến năm 2024 này. Con số tăng trưởng này cũng cao hơn hẳn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Trong năm 2019, theo thống kê của Knight Frank, Việt Nam có 458 người siêu giàu. Nếu xét theo lĩnh vực, người siêu giàu của Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, hàng không và thép. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng cục Hải quan cho biết, theo quyết định số 1258 của Thủ tướng Chính phủ, có 44 thủ tục hành chính vừa được 7 bộ ngành bổ sung vào danh mục thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Được biết, từ khi triển khai năm 2014, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, cơ chế một cửa quốc gia có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành kết nối với 3,2 triệu hồ sơ của khoảng 40.000 doanh nghiệp.
Ngày 15 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép các quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó cho phép tổ chức lại các hoạt động ở không gian đi bộ quanh Hồ Gươm từ ngày 18 tháng 9 với cam kết sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm cảnh giác, phát hiện, xử lý dịch bệnh từ bên trong, ngăn chặn lây lan từ bên ngoài. Từ ngày 7 cho đến ngày 13 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 399 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 171 trường hợp so với tuần trước đó. Số ca mắc mới phân bố tại 163 xã phường thị trấn, tập trung tại một số quận huyện vùng ven. Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố ghi nhận 2.201 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong, giảm so với cùng kỳ năm 2019 là 4.083 trường hợp. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với UAE và Bahrain được tổ chức tại Nhà Trắng với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với hai quốc gia thuộc thế giới Ả Rập UAE và Bahrain trong ngày 15 tháng 9 tại Nhà Trắng. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Trump chúc mừng Israel, UAE và Bahrain vì thành quả vượt trội trong việc nhất trí bình thường hóa quan hệ. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, ông rất vinh dự được đón tiếp các nhà lãnh đạo từ ba nước tới Nhà Trắng để ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. Ông Trump dự đoán thỏa thuận bình thường hóa quan hệ này sẽ đóng vai trò nền tảng cho hòa bình toàn diện trên khắp khu vực, điều mà không ai cho là khả thi. Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt tập đoàn Union Development Group vì dự án xây dựng sân bay Darasakor ở Campuchia với khả năng chuyển đổi phục vụ mục đích quân sự. Bộ Tài chính Mỹ hôm 15 tháng 9 đưa ra thông báo đưa tập đoàn Union Development Group vào danh sách đen do các hoạt động liên quan tới dự án Darasakor, tỉnh Co Công của Campuchia. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã thâu tóm đất đai của người dân địa phương để phát triển dự án bao gồm xây dựng một sân bay quốc tế, có thể tiếp nhận những máy bay lớn nhất thế giới và có khả năng chuyển đổi phục vụ mục đích quân sự. Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ quan ngại trước phát biểu của người phát ngôn chính phủ Campuchia Pai Sipan cho biết sân bay quốc tế Darasakor có thể được chuyển đổi sử dụng cho mục đích quân sự. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc đã lợi dụng các dự án của tập đoàn Union Development Group ở Campuchia nhằm thúc đẩy tham vọng mở rộng quyền lực toàn cầu. Ngày 15 tháng 9, Iran đã cảnh báo Mỹ không nên phạm phải một sai lầm chiến lược sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ đáp trả mạnh gấp 1.000 lần nếu Tehran tấn công Mỹ sau cái chết của tướng Qasem Soleimani. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn chính phủ Iran, ông Ali Rabei nêu rõ, chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ không phạm phải một sai lầm chiến lược và chắc chắn nếu phạm phải bất kỳ sai lầm chiến lược nào, họ sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết của Iran. Trước đó, một hãng truyền thông của Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Iran đang có kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Trong một dòng trạng thái trên mạng Twitter, Tổng thống Trump viết, mọi cuộc tấn công của Iran dưới mọi hình thức nhằm chống lại nước Mỹ đều sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công đáp trả mạnh gấp 1.000 lần. Ngày 15 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa nước này và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tuy chưa được cụ thể hóa, nhưng các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang âm thầm diễn ra. Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức ở Washington, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, chúng tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể đạt được tiến bộ nhiều hơn nữa, rằng ông Kim sẽ hành động theo một hướng khác. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan trong vấn đề này. Mọi việc diễn ra khá âm thầm, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc đang được thực hiện giữa chúng tôi và các đồng minh trong khu vực với Nhật Bản, với Hàn Quốc, thậm chí cả những nỗ lực với Triều Tiên để có thể nắm bắt được cơ hội khi mà thời gian trôi đi. Nhận định của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa hai nước đã bị đình trệ sau ba cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong các năm 2018 và 2019. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin mới ngày hôm nay. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.